Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em nhập được ít iPhone 5SE này. Con này bản 32GB. Ngoại hình thì đa số là đẹp hết nhá, không có cấn móp. Mà có mấy cây nó bị kiểu như là hằn cái miếng keo sau lưng này mọi người. Đây hằn miếng keo sau lưng này. Đó. Còn có những cây thì nó không bị nhá. Cái đấy thì nó phân ra thành hai loại. Thì đây. Những cây này là đẹp này. Đẹp hẳn luôn á. Nó cỡ 99 gần như gọi là keng luôn nhá. Thì hôm nay máy về rất là nhiều, nó rơi vào khoảng cỡ gần 300 cây. Đấy, cho nên là em sẽ bán một cây duy nhất giá rẻ để cho mọi người giới thiệu, tức là chia sẻ nha mọi người nhé. Thì em sẽ bán một cây duy nhất là 900 ngàn thôi. Còn ngoài ra em sẽ bán là với cái giá 1.950.000 cho đến là 2.1 triệu nha mọi người nhé. Thì mọi người nếu như cây 2.1 triệu thì nó đẹp keng như thế này. Đó. Đẹp keng như thế này nhá. Còn mọi người mua cái cây 1.950.000 thì máy cũng vẫn đẹp, nhưng mà thật chất ra mà nó bị hơi bị hằn này một xíu thôi này. Đó. Mọi người thấy không? Nó hơi hằn nhẹ một tí đằng sau lưng thôi nhá. Đó. Thì cái con 1.950.000 trong cái video ngắn này thôi nhá mọi người nhá. Em sẽ làm luôn cho mọi người cái con này đi. Đây. Hiện tại em đã mở sẵn lên rồi. Hiện tại nó cũng không lỗi gì đâu nhé mọi người nhé. Con này pin là còn 84% này. Đấy, con này pin 84% này. Ngoại hình đẹp hết. 32, đặc biệt là 32GB luôn. Hôm nay không có 16GB nhé. Đây, mã Zia quốc tế. Và không có 16GB. Đấy mọi người thấy không? Giá rẻ như là rẻ hơn cả 16GB. Đợt vừa rồi thì em có về được mấy cây 5SE 16GB á. Loại đấy thì em bán 2.1 triệu. Đấy, nhưng mà cũng bán hết rồi. Đó, và cũng còn một cây em bán một cây màu hồng em bán là 2.450.000 á. Cái đấy vẫn còn. Có khả năng đợt này con đấy thì em sẽ bán giảm giá và đồng giá cùng với những cái cây máy này luôn nhé mọi người nhá. Đó. Đây. Một thùng nữa nha mọi người nha. Tất cả là đều là hàng đẹp keng hết. Đó. Rồi thì em xin phép dừng lại video đây nhá. Mọi người mua máy thì vui lòng gọi chủ động gọi trực tiếp cho em. Còn cam kết này em sẽ báo đúng như hình nha. Nếu như mọi người mua mà cây 1.950.000 thì chắc chắn là nó sẽ hơi bị hằn này thôi, nhưng mà tất cả là sườn này với lại màn hình của nó là đẹp hết và zin hết, cam kết với mọi người 100% nhé. Đấy, vân tay đầy đủ luôn và toàn bộ là 32GB. Rồi, em xin phép dừng lại video đây nhé. Thân chào mọi người.